Kiều Bình đây, xin chào các bạn. Rồi, tuần này thì chúng ta sẽ có một game tên là Đi Full Love Tình Yêu Khủng Khiếp. Những cái tựa đề này thì mình cảm thấy là khi mà dịch ra tiếng Việt nó rất là khó hiểu các bạn ơi. Game này không biết là lúc trước mình có chơi chưa. Mình thấy là cái tựa đề này nhìn rất là quen. Mình được các bạn yêu cầu chơi và mình thấy cái tựa đề rất là quen. Nhưng mà mình lại không nhớ là mình có chơi chưa ở trước kia. Đấy, mình có cảm giác như là mình sắp sửa bị tẩu quậy nhập ma rồi. Bởi vì mình không biết là mình đã từng chơi game này chưa. Và nếu cứ tiếp tục như thế thì mình cũng sẽ không biết là những game nhại khác là mình đã chơi chưa. Đấy, các bạn đưa tên thì mình sẽ chơi. Và có thể nó sẽ bị trùng lập. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào luôn nhé. Game này thì có chế độ chơi tự do, nhưng mà cũng có cốt truyện các bạn ơi. Đấy thì chúng ta hãy chọn chơi chế độ cốt truyện. Thử xem nha. Rồi, chế độ cốt truyện đây, nhưng mà vấn đề là mình có đọc được hay không ấy. Tuần sau là đến sinh nhật của senpai à? À, tháng sau chứ. Ai đang nói chuyện với ai thế? Cái gì thế? Thật sự là ai đang nói chuyện với ai thế? Ai là Haju? để xem nào. Cô ấy là người có lỗi. Tất cả lỗi là của cô ấy. Tôi muốn thanh trừ cô ấy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại get on kể là ngoại tình với Yui à. Tôi yêu cô ấy và tất cả là lỗi của cô ấy chứ không phải lỗi của tôi. Nghe cái câu nói rất là ngây thơ các bạn. tôi sẽ biến mất và không bao giờ trở lại. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không thể giữ được lời hứa. Là sao? Yui đây. Đây là Yui đây các bạn. Vậy chứ cái lá thư hồi nãy là của ai? Game này thì mình thấy là có vẻ chất lượng đó các bạn ơi. Cái nhà trông hơi mờ mờ tí. Chắc là do mình chọn cái đồ họa không cao cho lắm. Tại mình sợ nếu chọn đồ họa cao thì game nó sẽ bị giật lag. Nhưng mà mình chọn ở đây thì nhân vật trông cũng rất là rõ các bạn ơi. Đây, trang phục đây. Đấy, trang phục dạng gì nhưng mà cũng rất là đẹp. Rồi còn gì khác nữa không? Nhìn cái góc nhìn này mình cảm thấy rất là quen nhé. Cái thay đồ ở đây thì mình cảm thấy rất là quen. Giống như là mình từng chơi rồi. Ơ? Đây là ai đây? Không tác động được các bạn. Em gái à? Ở đây có một cái dẫn dòng chữ ở đây. Đúng là nhìn có vẻ quen thật.
Thôi, những cái nơi ở trong nhà thì mình cũng có thể di chuyển được luôn. Thôi được rồi, mình sẽ đến trường nhé. Chúng ta chỉ hề đến trường thôi. Ngoài ra không còn nơi nào khác được cả. Vâng. Trong lúc đợi lag game thì mình đã ra ngoài để chỉnh lại đồ họa lên mức tối đa các bạn, để cho nó trông đẹp hơn. Thì trong lúc đó là mình đã đọc lại cốt truyện thêm một lần nữa các bạn ơi. Thì, có vẻ như nhá, là Senpai đã ra đi rồi. Senpai đã ra đi rồi. Và cái tờ giấy mà mình đọc ở trong tay lúc nãy là cái tờ giấy đó của Senpai để lại. Đấy. Rồi ngoài ra thì mình không rõ. Mà mình nhớ là có một cái game nào đó trước kia mình chơi là mới vào Senpai ra đi như vậy. Và nhân vật chính của chúng ta là kiểu như là trả thù cho Senpai. Có khi nào đó thật sự không nhớ. Không nhớ có phải game đó không. Rồi và để xem chúng ta đối tượng mà chúng ta cần phải trả thù là ai đây. Đây là Yandere trả thù cho Senpai thôi, chứ không phải là kiểu cướp đi Senpai từ ai đó các bạn. Yune ra đúng không? Đúng rồi. Đây. Mình thấy trong mảnh giấy là có tên của nhân vật này, Yunera. Đây chính là đối tượng mà chúng ta cần phải phục thù à. Rồi bây giờ làm như thế nào để phục thù đây? Nhưng mà mình nghĩ là chắc là game phải có cái cách chơi nào đó đúng không? Để mà chúng ta lấy được thông tin từ cái nhân vật Yunera này. Sau đó thì chúng ta mới có thể biết được là còn có kẻ nào khác chủ mưu ở phía sau. Đấy mới có cốt truyện tiếp theo đúng không? Mình thấy là có chapter thứ hai cơ. Cho nên mình nghĩ là chắc phải có cái gì đó. Để gieo nữa. Cái túi là cái gì đó bị mất. Sao hết nhanh á. I just wanted to say you look lovely today. Có giọng à? Hình như là chỉ có giọng của nhân vật chính thôi. Thôi rồi. Rồi mình thở đi lấy cái túi mà Yunera để quên xem như thế nào các bạn. Để quên đâu đó. Phòng này không để quên nhé. Hồi nãy mình đọc không kịp các bạn ơi, cho nên mình không biết để quên đâu. Đây, nghe nói chuyện xem. Bảo mình là trốn hết sao cái tủ, nhưng mà mình không thấy tủ đâu cả, cho nên đứng đây luôn. Đó là một cái thông tin quan trọng nhưng mà rất là nhanh các bạn. Rất là nhanh nhưng đọc không kịp. Màn hình cũng hơi khó điều khiển một tí nha. Khi mà vừa chạy thì mình sẽ không thể xoay màn hình được các bạn. Game này thật sự có thể làm tắt được không thế? Mà thấy là phòng học rất là ít nha. Không thấy phòng giáo viên đâu cả luôn. Nếu mà để quên đồ thì phải nằm ở đâu đó trong phòng giáo viên hoặc là gì đó.
Rồi. Yunera có điện thoại từ mẹ của cô ấy. Mà đáng tiếc thay là mình đang ở trên đây rồi. Ơ, nhân vật này sao trông giống ai đó thế vậy? Mình thấy là nhân vật ở trong đây làm rất là đẹp nhá. Đứng ở đây mình cũng có thể nghe được điện thoại này. Có tiệc sau giờ học à? Bây giờ thử ra bên ngoài trường xem có gì không. Game này thì hình như là xung quanh các bạn gì thấy mờ mờ đúng không? Thì mình nghĩ là chắc là đây là cơ chế rồi để game nó không bị lag ấy. Phải đến gần thì chúng ta mới thấy rõ nhá. Hoặc là có thể là do mắt của nhân vật chính Yui bị cận. Nhưng mà không muốn đeo kính. Để xem coi phòng này như thế nào. Có thay đồ được à? Chắc là chỉ có đúng một bộ này thôi. Nếu mà có dính cái gì đó vào áo thì thay thôi. Ơ khoan đã. Ôi, hồi nãy đang đứng ở đây một mình có cơ hội nhưng mà tại sao mình lại không có gì trong tay? Ở phía sau có phòng khác là như bị khóa lại rồi các bạn ơi. Tiếc thế không vào được à. Thở đi một vòng quanh trời để xem các bạn ơi. Tuân vận động đây. Cái gì thế? Game này liên tục xảy ra sự kiện nhá. Mà cái cửa phòng ở phía sau bị khóa lại rồi làm sao để hề vào được đây? Có thanh niên này vào trong được này. Rồi khóa lại rồi. Nhưng mà mình không thấy có cái túi gì ở bên trong cả cho chắc là không có rồi. Vâng. Mình đã quay trở lại các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình thử đến gần chỗ này thì cái chữ rất là mờ các bạn. Cái chữ rất là mờ cho nên là mình không thấy rõ đây là cái chữ đẩy. Mình tính chụp một cái ảnh để mà làm ảnh đại diện cho video. Tính làm thumbnail. Thế cho nên là mình đứng gần để mà tính chụp mặt của Yumi Ne ra. Nhưng mà rất đáng tiếc là không chụp được. Và mình phát hiện ra là có cái chữ đẩy ở trên. Đây là tầng 1 nhé. Nó thật là dù có đẩy xuống đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mà cửa sổ còn đang đóng nữa. Đùa à? Giảm xuống tới tận 58 luôn. Hồi nãy là 56 đúng không? Đang hồi phục dừng lại. Nếu mà cảm thấy ác cảm hay là như thế nào đó thì tốt nhất là đừng nên đẩy. Biến mất luôn các bạn ơi. Đầu cảm xúc tức xong biến mất luôn. Như vậy là chúng ta lia được cái chapter thứ nhất à. Như vậy là lia được rồi các bạn ơi. Kia rồi.
không thấy gì cả. Ơ? Ơ?